ta không có gạo ăn, tổ trưởng giấu gạo mày. Ngày 30 tháng 8 năm 2021, mạng xã hội lan truyền đoạn phim dài khoảng 2 phút ghi lại cảnh một cán bộ công an và nhiều người dân kéo nhau đi tới trước cửa căn nhà đã khóa. Phía trong căn nhà có nhiều bao gạo được xếp chồng lên nhau. Nhiều người có mặt trong đoạn phim phản ứng mạnh vì cho rằng người dân không có gì ăn, nhưng tổ trưởng lại giấu cả tấn gạo cứu trợ trong nhà từ nhiều ngày. Vụ việc nhanh chóng được nhiều người quan tâm, dư luận tỏ ra bức xúc nếu sự việc như trên là thật. Là có nè, gạo nè, do tổ trưởng giấu nè. Rồi, xuống. Anh lai trực tiếp luôn. Em lai rồi, em giúp anh đăng hơn kia. Theo tìm hiểu của báo Thanh Niên, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 28 tháng 8 tại nhà của một tổ trưởng dân phố trên địa bàn xã Bình Hưng thuộc huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Trao đổi với phóng viên báo Thanh Niên, ông Trần Minh Hà, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Hưng, xác nhận video clip được quay tại ấp 5 trên địa bàn. Tuy nhiên, sự việc hoàn toàn không giống nội dung phim lan truyền trên mạng. Theo ông Hà, vào trưa ngày 28 tháng 8, khi một số người dân phản ánh tại căn nhà của trưởng tổ khu phố có chứa nhiều tấn gạo, chính quyền địa phương đã xuống xử lý. Đây là nhà của tổ trưởng tổ 229. Vị tổ trưởng này cho địa phương mượn nhà làm hệ thống tiếp nhận hàng nhu yếu phẩm của nhà hảo tâm để đưa đến bà con nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Giải thích lý do không đưa nhu yếu phẩm về văn phòng ấp 5, ông Trần Minh Hà, chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Hưng cho biết, văn phòng ấp 5 thuộc khu quy hoạch treo đã kéo dài vài chục năm và rất xuống cấp. Mặt khác, thời điểm trước đó, văn phòng ấp ẩn thấp, mưa tràn vào nên không để được lương thực tại đây. Sau khi giải thích cặn kẽ với người dân, chính quyền xã đã mang số nhu yếu phẩm trong nhà tổ trưởng tổ 229 để tiếp tế cho bà con nghèo và cho 300 công nhân bị mắc kẹt tại thành phố Hồ Chí Minh do dịch COVID-19. Theo chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Bình Hưng, số nhu yếu phẩm này là tổ 5 tự vận động để hỗ trợ cho bà con và đã có kế hoạch phân phát từ trước. Ngày 29 tháng 8, chính quyền đã xuống phát hết số gạo khoảng 2 tấn trong nhà tổ trưởng cho người dân theo kế hoạch, đồng thời hỗ trợ thêm trứng, nhu yếu phẩm. Hiện Ủy ban nhân dân xã Bình Hưng cũng báo cáo về số gạo cứu trợ đến huyện Bình Chánh sau khi vụ việc xảy ra.